Yeah, today is May 12, 2014. I'm on 405 north. We're going to Lake Stephen, but 1 hour drive from my house. So now I'm on North I-5 road construction, but it's going to be long waiting. I'm going to Khmer Temple at Lake Stephen. Well, I'm stuck at the traffic right now, road construction here by job land, Kien Kalak Mao. Okay, we are on our way to Lake Stephen now. Yeah. Right. Yep. Okay, I'm on the highway to go east to Lake Stephen. Well, we are on Highway 9 going to my temple in Lake Stephen. Yeah, I'm on Granite Falls, so taking right here. So okay, I'm on 92 East here. Go to my temple. What you want? Go front, man. Yeah. So we here. Yeah. Well, I'm here at the temple here, Lake Stephen. I know there's a name for it. So, just come here to check out the temple here. Here's a nice area here, but the house here is kind of old. Lama, if you want to check the area out. Well, this is a parking, a lot of tree. Trong thư đi cho lạ YouTube ai mơ. Ok, bọn phá là lụa sạch cô ăn đi ăn sạch cô và đi cái này mà nước là sao chớn đấy bố mẹ và đi là không phải đi sống thọ tinh. Yeah, so
You see him? Huh? Satu tenapong prof from Tengkrosa from Tengkrosa Mian Chathe Chathe Mian Chathe Pachai Chame Kapal Bon Chol Chanam Sumai Bong prof from Tengkrosa from Tengkrosa Chutai Preputapua Tang Lai Kue Yuk Wanna Sokha Pliek Neng Pade Thien Nia Kong Bay Kliang Kliang Lai Sumai Nomol Tani Satu Satu ជារះរះខាន់ទូរីជាដោអាកាសថាចាំមកថាចាំមកបើជួយទៅតោះចាំបានតាំងចាំបានតាំងទៅចាំបានតាំងទៅទៀតណាលោកលោកទៅតាមណាស់ងាទីហើយលោកពូក៏បានជម្រាបប្រាប់ថាម្សិលមិញខ្មែរយើងមកច្រើនធ្វើបន់ច្រើនណា Lại tốt dường tình mà nhà mẹ ấy rất là khuya bạn này Sầm thọt tích ô miền tăng tình xóm giờ đáy đầy chạy tiên miền trốc mốc này Thank you.
khơi ta nẹ lua ôm tính ấy con hey good job. Tiêu mà mà chan mà đón tiêu bờ để tiêu và cầu nông cây clear discount got me tăng bị lắc trôi sao chơi mà nè ôi cục mốc anh này văn trở lên bên đăng tinh tốt mùi nào ông ơi tà lông đi lập bự xong bóng ôn mà chiêu nơ cái bít thơ kì còn luôn mà bạc tư đi đảo lên nè and it climb it through and you know. Spicy. Yeah, spicy. Spicy. Mm-hmm. Well, I'm going to take the house and sack from the cream and the other. I'm going to drop $30. So I'm getting a whole one, but I'm going to have spicy. Okay, fine. No. Hello, mẹ, mi tinh ấy thôi. Tinh ấy nhóm nói lên nè. Nè. Ok, đi là hông tôm. Black pepper, black pepper. I'm going to go to the next one. Today is not many people show up. Today is Mother's Day, so it's on a Sunday. But this is all the merchandise they sell and the food court. Anybody interesting come over. What Lake Stephen Bar every year they do this. They like it look the feel. I need to have some more. Not many people show up today. Nâng xoài, cất đập xoài nè. Nhông nhông
chơi một cá nữa rồi nhưng bằng là nhà nước có gặp phố ăn nè khác có gặp cơm cũng muốn gây lò đây mình không nhưng tinh tập ai cái thà chứng ảnh là do tập tiệc có ôm chú nhưng do tập nhưng tinh thoa có bì mì nhờ bì đông do tập tiệc có thà chứng ảnh nhầm bọc cái tâm vui mà bia là và là chăm đáng đáng nè 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 mình nhóm áo lời đôi em nè mà ổ cơm chứ này bà แป๊บก็ลบมาพาวน์ตัวเรียลจ้ะนี่ผมจะถอดถอดให้อ่ะมาละกันเต็งตะกอชู2ดอลลาร์นี่เอา5บาทนะวัดแคมรามานี่ឥឡូវน้อมเสียงพวงตรองจัวเต็งมาไก่5ดอลลาร์นี่บักมือนี่ก็ดีตะกอชู่นี่โอ้ย no problem เลยทางนี้ทําไหม you recommend people to come โอเคกูញោមគេថាตะกอชู่ឆ្ងាញ់ណាសុំបងបងប្អូនដែលបានឃើញវីដេអូនេះសូមមកជួយនៅវត្តលេខ7យើងបាទមកតកតូតាមកៅ15ដុល្លារទេបាទនេះបាទតកតូដែលខ្ញុំទិញហ្នឹងគេលក់មកកៅ5ដុល្លារនេះឥឡូវចាំមើលស្អាតមើលឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់នេះSkits like gold.
្រះបាទនេះនេះត្រង់ទៅដាក់កន្លែងចាក់លើចាក់លើដាក់តិចទៀតនៅនៅទៀតកុំដាក់ច្រើនទៅយកតិចទៀតតកៅអូខេកូនអត់ទេមើលអូខេកូនចាប់ក៏អូខេដាក់កាន់ទៅដាក់ដើមហ្នឹងដាក់ទៅទីទៀតយើងនៅវត្តអូផាគីឡាទៅធំហ่ะបើគេលក់ដូរលក់អីចឹងណាបងប្អូនខ្មែរលាវអីមកទិញឯវ៉ាន់ញ៉ាំអីចឹងទៅអូខេយាយតាមកលេងដល់ខ្ញុំចេញហើយអូខេ on the way homeWe are leaving the temple. Freeway go on. Okay, bye bye Lake Stephen Temple. Going home. Yeah, I'm going home on traffic. Yeah, I am on South I-5 going home.